Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày ông công ông táo thì thời tiết của hai đầu đất nước quá khác biệt. Tại Nam Bộ, đặc biệt là miền Đông thì trời nắng nóng và nóng khô. Còn ở miền Bắc thì quý vị có thể thấy là bầu trời đã nhiều mây và âm u hơn hẳn, thậm chí là một vài nơi còn có mưa. Do hình thế gây mưa là không khí lạnh tăng cường và hội tụ đều yếu, nên diện mưa sáng nay chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Quan sát trên hình radar thì quý vị có thể thấy là những nơi có độ phản hồi màu xanh, tức là những nơi xảy ra mưa, là chỉ xuất hiện là lốm đốm ở vùng đồng bằng và ven biển. Ngay tại thủ đô Hà Nội thì thời tiết cũng có sự khác biệt. Quận thì mưa, quận thì không mưa. Dự báo là đến đêm nay thì mưa sẽ quay trở lại dưới dạng là mưa nhỏ và mưa phùn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội cũng như là hầu khắp các tỉnh thành phố của miền Bắc, nhiệt độ sẽ dao động ở ngưỡng là từ 23 cho đến 25 độ. Riêng tại thành phố Điện Biên Phủ thì trời còn nắng ấm, 29 độ. Chuyển sang khu vực miền Trung, không khí lạnh yếu cũng sẽ gây mưa cho khu vực là Đồng Hới, Huế hay là Đà Nẵng. Đến trong buổi chiều ngày hôm nay thì ba thành phố này cũng như là Vinh và Thanh Hóa, nhiệt độ sẽ dao động ở ngưỡng là từ 23 cho đến 26 độ. Sâu hẳn xuống khu vực tại phía Nam, các thành phố như là Quy Nhơn, Nha Trang hay là Phan Thiết thì trời còn nắng cả ngày, nhiệt độ từ 27 cho đến 30 độ. Chuyển sang khu vực Nam Bộ chiều nay thì trời sẽ nóng hơn khi mức nhiệt lên cao nhất trong ngày. Dự báo các thành phố như là Tây Ninh, Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một hay là Biên Hòa, nhiệt độ sẽ dao động ở ngưỡng là từ 33 cho đến 34 độ. Độ ẩm sẽ đạt ở ngưỡng là từ 35 cho đến 38%. Khu vực miền Tây, trong đó có cả Cần Thơ, thì mức nhiệt sẽ dao động ở ngưỡng là từ 30 cho đến 32 độ. Trên biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa chiều nay thì trời có ít mưa, gió cấp 5 và tầm nhìn xa trên 10 km. Riêng tại phía Tây của huyện đảo Trường Sa thì gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay. Chiều nay, hầu khắp các tỉnh thành ở Nam Bộ thì trời sẽ tiếp tục nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 31 cho đến 33 độ. Có nơi là 34 độ như tại Bình Phước, Đồng Nai hay là Tây Ninh. Độ ẩm trong không khí hầu hết là dưới 55%. Khi độ ẩm thấp, hít thở không khí khô, chúng ta sẽ cảm thấy là khó chịu hay là rát mũi. Với trẻ em, hệ hô hấp còn non yếu sẽ dễ mắc những bệnh về khí quản hay là phổi. Vì vậy, quý vị nên sử dụng các thiết bị tạo ẩm để tăng độ ẩm không khí ở trong nhà.